Đà. Mình đang phải bò Thái Lan chơi chương trình sườn nướng BBQ à. Hai ba người 400 ngàn à. Cơm nướng ba chỉ nè, có nhiều món ăn lắm bà con. Vô cái quán bún chả Đồng Xuân này nè, nó không chỉ có bún chả đó nha bà. Wow, hôm nay là có chặt thêm 20% service nha bà con. Vậy là nhân hơn 20%, vậy là 200 ngàn một phần đó. Đây, giống như bún chả nè, bà mày còn ăn cái combo 149 mà 20% là cộng thêm 30 ngàn, vậy là một phần là 180 ngàn. Gồm có bún chả nè, nem cua nè, nước sấu nè, thịt thêm với bún thêm. Rồi. Xin thưa bà con bác, đây là một tô phở Thái Lan đây. À, thịt bò họ đã xào lên nè bà con, xào trên lửa nè. Và đây là phở, là nước tiết nè, ra nè, bỏ giá nè, có hành nè, con ăn giá, hình như không có giá, không có giá không à, không muốn bỏ giá được, nhưng mà thường ăn không, ở bên miền Bắc ít hay ăn giá lắm đâu. À, đây là nướng nè, à, bà con có heo, đem nè, à, đây là trái trứng sừng nè. Rồi giờ mời bà con bác cùng ăn với ba mẹ cô ha. Bây giờ mời bà con cô bác lên xe cùng với ba mẹ cô đi dạo tiếp tục Sài Gòn nha. À, đây là ngã 6 Sài Gòn, à, có tượng Phù Đổng Thiên Vương nè. Đây là thánh tổ của Đinh Chủng Thiết Giáp. Giờ ba mẹ cô quẹo qua đây. Đây là con đường này, đường Nguyễn Trãi, hồi xưa là đường Võ Tánh. Ô, công trình đường cờ Tổ quốc, nguyên một con đường cờ không. Ở đây thì bà con bác thấy có hai cái nhà hàng rất là nổi tiếng và đông khách, đó là Dìm Ký, là bên đây là Tân Hải Vân. Hồi đó ba mẹ cô cũng thường hay vô đây Tân Hải Vân này ăn nè. Ba mẹ cô thích một cái món ở trong đây, ăn sáng thôi chứ không ăn tối nổi đâu, ăn tối mắc tiền lắm. Lamborghini Lamborghini này vô cái đủ đủ với xe taxi đi. Michael nó còn biết nữa, mẹ nhà quê. Đừng có coi thường Michael à. Đường này đường Tôn Đức Tùng nè, hồi xưa là đường Bùi Chu. Ở bên đây là ga Sài Gòn ngày xưa đó bà con. Ở đây là ngã 5 chợ Thái Bình, ở bên phải là rạp Hải Hoàng nè,
bên tay trái này hồi xưa có cái hội Dục Anh. Đố bà con cô bác có biết đó, cái hội Dục Anh này trước năm 75 có cái vai trò gì, cái công việc của cái hội Dục Anh này là gì? Bây giờ cái hội Dục Anh năm xưa đó là cái trường của họ, nó là trở thành cái hội người mù. Hùng mập hủ tiếu nằm vang nè. Michael nó thích ăn lẩu bò, thôi ngày mai đi mua lẩu bò về cho nó ăn cũng được mà. Hả? Khỏi hả? Lẩu bò mẹ mua ngon lắm á, cái chỗ đó ngon lắm á. Ăn rồi mà. Đúng rồi. Bên tay trái và bên cầu đây là sớm Ma Lạng á, hẻm Ma Lạng. Con đường Nguyễn Trãi này hồi đó là đường Võ Tánh chứ bà con. Còn đây là rạp này là rạp Quốc Thanh năm xưa nè. Bây giờ nó là một cái rạp cine. À, người dân người ta thường hay đi vô đây cho cine nè. Bên đây là giới trẻ chắc ngồi chơi. Ô bây giờ nó có cái loại lẩu gì ta, cái món gì mà để trong cái thố lẩu rồi cơ. Ồ quái lạ nha, mua cái lẩu với cái niêu đất vậy bà con. Họ bật lửa lên họ hâm nóng họ ăn cái gì đó. Ba mày còn biết cái món đó món gì hả? Không biết món gì nữa, thấy lạ quá. Cái khu vực đó là dễ thu hút giới trẻ lắm đó nha. Xuân Hồng Phát đó, trời ơi quá trời luôn. Người dân người ta ra đường người ta ăn á, người ta ngồi chờ bún đậu bún tôm kìa, nãy mình không thấy ha. Ồ lão băng truyền. Ồ, cà phê 343 bây giờ vẫn còn mở cửa nè. Wow. Mấy cái quán lề đường thu hút giới trẻ quá bà con. Mở ra mấy cái lẩu giờ mấy cái lẩu thấu đất vậy đó. Giới trẻ bây giờ thích có những cái sở thích lạ lùng. Hồi đó có một thời gian thì thích cà phê nhạc cơm bắc đít là ngồi ngồi cái gì đó rồi, ngồi cà phê máy lạnh á. Rồi sau này hết cà phê máy lạnh rồi giờ ra lề đường ngồi. Con đường này là đường Nguyễn Trãi này, con đường thời trang. Bên tay trái đường Nguyễn Biểu đi lên cầu Chữ Y. Đây là chợ thời trang nè. Ngày 30 Tết ở đây bán xả hàng dữ lắm. Ô đầu năm cũng xả hàng rồi bà con.
Đó, vỏ nọ xả hết kìa. Đó, xin thưa bà con cô bác, vỏ nọ xả hết 19 nha. Đây chùm tắm, hủ tiếu. Khu này người ta gọi là khu bầu cát. Một số cửa hàng, một số công ty vẫn chưa mở cửa nè bà con. Ở đây là đường Quỳnh Vũng Đạt. Đây là bệnh viện Nguyễn Trãi nè, xưa là bệnh viện Phúc Kiến. Coi như là trước Tết và sau Tết thì ba mày còn thấy là làm luôn. Thêm Huy Mì Gia này giờ là nghe nói là mở trên lầu luôn nè, để phục vụ. Đó, đông ghê mà con. Đó. Mở ra ngoài đây luôn nè, đó, mấy cái bàn nè. Đó. Ghê không? Và mày còn ghét nhất là băng qua đường kiểu này nè bà con. Cùng đèn xanh với nhau là cứ mạnh ai nấy chạy. Mình đi mình băng qua đường cũng như đường đèn đỏ vậy đó. Ở đây người ta gọi là phố nhà xác. Có hai cái nhà xác lớn ở đây. Ở đây có cái xôi mặn nè, xôi này cũng được gọi là xôi nhà xác. Hồi đó đây là bên tay trái này là cái ngôi trường của người Đài Loan đó bà con, trường Quỳnh Chính Qua.
Nhắc tới cái nhà xác này thì ba mình còn nhớ đến một cái vụ án mới vừa đầu năm luôn, mà con mới vừa phá được. Vụ án xảy ra vào ngày 30 Tết, nhưng mà 29-30 Tết. Một cái vụ rất là dã man luôn bà con, thúng tính. Nhưng mà hung thủ bây giờ đã được bắt, phát hiện rồi bà con, và đã được bắt rồi đang đưa về Sài Gòn. Và bây giờ là xin chia buồn với gia đình nạn nhân. Cái chị này là chỉ làm công nhân mà con, chỉ có một bạn trai, thì hai vợ chồng, hai đôi trai gái này thuê một cái phòng sống chung ở trên Thủ Đức đó bà con, Sài Gòn nè. Thì cách đây một tháng thì bạn trai của chị đã về quê rồi, chị ở lại chỉ đi làm. Và cái ngày 29 Tết thì chị nhắn với lại gia đình đó là bây giờ chị chuẩn bị ra xe để về quê ăn Tết với lại gia đình mọi người. Nhưng mà xin thưa với bà con bác, cái ngày ấy nó sẽ không bao giờ tới được nha bà con, bởi vì một cái con người nó có một cái hành động thú tính dã man quá. Và đây là cái hành động này là cộng đồng người ta lên án dữ lắm. Chiều hết thì cái khu nhà trọ đó thì vắng người rồi, ai cũng đi về hết rồi. Ở đây thì cũng sau này cũng nên cảnh báo với lại những người, các người dân quê lên ở trọ, nhất là cái khu vực đó, nhiều khi đôi lúc đó, xung quanh mình đó, nó cạm bẫy, nó luôn luôn rình rập mình nha bà con, khó ai nói trước chuyện gì. Và cái hung thủ này là hình như nghe nói là cũng có vợ luôn rồi nha bà con. Vậy á, thế là một buổi chiều đó tự nhiên nổi cái thú tính lên, cái với gia bộ đi qua kêu của chị ấy qua cái gì, nhắn cho chị ấy là coi như là qua phụ giúp mình để dọn dẹp đó bà con, phiên đồ phụ hay là dầu bưng gì đó. Thì cái chị này vừa mới qua thôi là nó đóng cửa lại, rồi sau đó đường về nhà bắt đầu về quê ăn Tết là bắt đầu là nó mãi mãi không còn. Rồi nhưng mà sau đó thì xin thưa với bà con quá, hành động đó chưa vừa nữa bà con. Sau khi hãm hại xong rồi thì bắt đầu phân ra, rồi bỏ vô từng đục tôm lông đen, rồi sau đó đi rải đều khắp. Thì người thân gia đình thì sau khi thấy nhắn cái tin con gái về vậy đó thì chờ mãi không thấy về. Thì công an bắt đầu mới báo công an, rồi công an vào cuộc rồi bắt đầu lên, thì nhận thấy rằng là đồ đạc không có một sự xáo trộn gì hết, không thấy có sự bất thường. Coi camera thì thấy rằng đó là cái ngày đó thì từ buổi trưa đó là không thấy có dấu hiệu gì hết, có nghĩa là lần cuối cùng mà camera nhận diện đó. Thì bắt đầu với công an bắt đầu thành lập ra cái tổ bắt đầu chuyên án đó. Thì sau khi mà dò xét thì bắt đầu cũng tìm ra hung thủ thôi. Ba mấy còn nói thì cái công an, lực lượng công an ở Việt Nam mình mạnh lắm bà con. Khi mà tất cả các chuyên án mà tập trung vô một cái rồi là sớm hay muộn thôi. Thì đây cũng là lời cảnh tỉnh cho những cái người mà có ý đồ xấu. Ở Việt Nam mình là công an là họ có một cái nghiệp vụ hay lắm bà con, chạy không có thoát đâu. Cho nên đừng có nghĩ rằng một cái bàn tay thơm mà che trời không có đâu, sớm hay muộn gì cũng lòi ra thôi. Thì xin thưa bà con á, trong một thời gian rất là ngắn thì cũng đã phát hiện được, thì cái hung thủ sau khi mà phân xong rồi bắt đầu chạy đi về dưới hình như là quê vợ hay sao á, ở ngoài Bình Định á. Thì thôi, thì sớm hay muộn gì bây giờ hung thủ đã bắt được rồi, thì sớm hay muộn gì cũng phải trả một cái giá.
chắc chắn là phải trả giá rồi. Với sự mà dư luận bức xúc như thế này thì cái giá nó trả thì cũng sẽ không có rẻ đâu. Nhưng mà qua đây cũng xin chia buồn với gia đình nạn nhân, rồi cũng cảnh tỉnh một lần một cái lời cảnh tỉnh cho những người đã và đang có những cái hành vi đen tối.